Thanh Lan xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả thân thương của Đài Việt Mỹ TV 14.6. Hôm nay vị khách mời đặc biệt của Thanh Lan là họa sĩ Lam Thủy, một khuôn mặt khả ái của quận Cam. Đây cũng là một người bạn của Thanh Lan từ thuở còn thơ tại Việt Nam. Sau đây xin kính mời quý vị xem buổi nói chuyện của hai người bạn cũ. Xin mời Lam Thủy gửi đến quý vị lời chào. Xin cảm ơn Thanh Lan. Dạ thưa Lam Thủy, xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Mỹ TV 14.6. Dạ vâng, thưa quý vị, khi nãy Thanh Lan vừa mới nói rằng đây là hai người bạn cũ, thì cũng xin thưa cùng quý vị rằng Lam Thủy với Thanh Lan đã quen nhau từ cái thuở mình mới có 15-16 thôi. Thật đúng rồi. Từ cái thời mà mình hát trong đoàn sinh viên học sinh. Nguồn sống. Tất cả những cái bài hát hồi xưa đó, đa số là những cái đại hợp xướng rất là khó, với lại những bài dân ca ba miền. Dân ca, đúng. Mà Thanh Lan thì nhớ nhất là hai đứa mình hát chống quân đó. Đúng rồi. Chống quân, chống quýt, chống cỏi. Thế Thủy có nhớ câu nào trong đó không? Thanh Lan thì chỉ nhớ có cái câu tại sao hồi đó mình con gái mới lớn chưa có biết bồ bịch gì hết trơn, mà mình đã, tại sao mình cứ chia phe con gái với con trai. Trong bài đó có cái câu ba đồng thời một chục chiếc đàn ông. Chị bỏ này vào lòng mà chị xách chứ đi chơi. Giữa đường này nó đứt chứ nó rơi. Nó bò mà lộm ngộm chứ mỗi nơi thắng một thằng. Thì đó là cái chuyện đời xưa. Hồi còn nhỏ nghịch ngợm thì rất là thích chọc ghẹo nhau, nhất là những cái bài chống quân ngày xưa đó, là cứ chia phe bên con trai bên con gái, rồi hát rồi đối đáp rồi chọc ghẹo nhau. Thì cái đó là cái tinh thần, chắc là cái tinh thần, cái văn hóa Việt Nam từ ngày xưa là con trai hoặc con gái hay chọc ghẹo nhau nhỉ. Đúng rồi, tại vì cái đó là những cái dịp mà lễ Tết gì đó thì ở các làng quê họ hay tổ chức những cái buổi họp mặt, rồi kiểu như hội xuân á, để cho trai gái đến, rồi một hình thức như là để các anh các chị liếc ngó nhau đó, rồi tán tỉnh nhau chứ, mà trong lòng là thích, đúng không? Đúng rồi. Hồi xưa thì cũng vui quá, nghe nói có những cái trò giống như là xích đu đó. Mà mình thì đầu mình thì cũng lúc đó còn nhỏ nên cũng hơi nghĩ vớ vẩn, nói ngày xưa các cô hồi xưa nó mặc váy mà không biết ở trong có underwear không, mà lại còn leo lên xích đu thì nguy hiểm quá. Mình cái cũng này, chẳng biết cái chuyện đời xưa. Cái này nói nhỏ nhỏ đừng có cho ai nghe nhé. Có không? Chỉ nói cho Thanh thôi, không có nói ai nhé. Đấy là cái thời xưa đó, theo như mình biết thì các bà các cô mặc váy mà không có cái gì trong đó hết. Thì đấy. Thế mà dám leo lên xích đu xong rồi cứ đu tòm tem thế này. Mỗi lần gió thổi cái nhỉ. Chưa kể đâu nha. Còn có những cái trò gọi là ngày xưa đó thì là người ta có những bức tranh đó, tranh và tranh Tết đó, là có cái trò mà leo chưa, cây đó. Leo cây, hái dừa. Thế cái có gì những... ngoài Bắc làm gì có dừa? Có. Hả? Có, cũng phải có không? Dừa chứ, có. Đấy à, có cây dừa chỉ có trong Nam thôi. Có, cũng có chứ. Đó. Rồi hái cau nữa. Hái dừa, hái cau. Thì có nhiều khi các cô cũng leo, hoặc nhiều khi các chàng leo thì các cô kéo cái váy lên để hứng, những cái trái cây đó. Ôi, ghê quá. Thôi nói đừng nói cho ai nghe nhé. Nếu mà nói về fashion á thì phải nói là con gái Việt Nam là đi đầu tiên. Ngày xưa đã biết mặc skirt and then trên là cái yếm. Đúng không? Đúng rồi. Mãi mấy chục năm sau bên này Tây Mỹ mới bắt chước mình. Dạ vâng. Nói chuyện đời xưa thì thiếu gì mà chuyện để mà nhắc lại để cho mình vui. Thế từ cái hồi xưa, xưa đó, cái hồi thời tụi mình mới lớn ở Sài Gòn đó, có cái kỷ niệm nào mà Thủy nhớ mãi tới bây giờ không quên được không? Thì cái chuyện tụi mình đi hát á hả? Không, chuyện gì cũng được. Chuyện gì cũng được hả? Chuyện gì lắm. Mà phải nói là nó ấp ủ trong lòng, nó không quên được đó. Không quên được thì nói thật thì mình cũng trải qua nhiều chuyện. Cuộc đời nó cũng dâu bể. Thành ra có nhiều chuyện mà muốn quên, và có nhiều chuyện mà muốn quên mà không quên được. Đó, có những chuyện mà mình đã bỏ vào trong cái trang sách cũ rồi, mình đóng lại và không bao giờ muốn dở ra nữa. Thì những cái đó thì đương nhiên nó là những cái kỷ niệm buồn. Mà kỷ niệm buồn thì Thủy không muốn gợi lại để cho chính cái
cái tâm mình ấy, nó không có được vui á, mà lại đi chia sẻ những cái nỗi buồn đó, thì nhiều khi quý vị khán giả lại ôi sao đời nó buồn nhiều quá rồi, không cần phải nghe chuyện buồn nữa, thôi giờ kể chuyện vui nhé. Thì đúng rồi. Phải nói là trong cái giai đoạn mà từ đầu năm tới bây giờ đó, thì ai cũng buồn nhiều hơn vui. Đúng là rồi. Vì cái gì cũng bị đình trệ hết. Đúng. Công việc buôn bán, học hành, mà nhất là nghệ thuật là coi đúng như rồi. Là dậm chân tại chỗ, chẳng có ai làm được cái việc gì hết. Đúng rồi. Cho nên là có được một đôi phút để lên tâm tình cùng quý vị trên màn ảnh nhỏ thì cũng là một dịp để cho hai đứa mình nhắc lại những cái gì vui. Okay. Để cho quý vị vui. Thôi bây giờ để nếu mà Thanh mà nói tới từ đầu năm đến giờ đó, là đầu tiên là chúng ta bị cái dịch Vũ Hán đó, là tất cả mọi chuyện, ngay cả như quý vị ca sĩ thì không có dịp để mà trình diễn, không có show. Còn những người họa sĩ như là Lam Thủy đây đó, thì cũng từ đầu năm tới giờ không có một cuộc triển lãm nào được tham dự hết. Thì dĩ nhiên là người ta cũng mời tham dự, nhưng mà rồi không có khách. Tại vì ai cũng sợ cái chuyện lây lan đó, thành ra nó cũng không có giúp ích gì cho người họa sĩ. Tại vì cái nói thật với Thanh, với quý vị là họa sĩ chúng tôi đó, khi mà vẽ tranh đó là đem cái tâm tình của mình, cái niềm vui, cái hạnh phúc cũng như nỗi buồn đau để mà trải lên trên bức tranh. Thì chúng tôi cũng muốn được quý vị xem cái bức tranh của chúng tôi để biết cái tâm tình của chúng tôi, cũng muốn chia sẻ đó những cái vui buồn của chúng tôi gửi đến quý vị. Và khi quý vị mà thưởng lãm một bức tranh đó, quý vị có khi có cái sự đồng cảm với chúng tôi, quý vị sẽ thấy là ồ, cái này nó có cái gì đó, nó giống như tâm sự của mình, hay nó gợi cho quý vị một cái kỷ niệm nào đó trong quá khứ, hoặc là một cái ước mong nào đó trong tương lai. Thì bây giờ những cái cuộc triển lãm đó tới bây giờ vẫn chưa được từ đâu năm giờ Thủy chưa tham dự. Dạ, không tham dự được, không có khán giả thì làm sao mà tổ chức được, là vì người ta không có cho tụ họp. Đúng rồi. Thì làm sao mà tổ chức được cái gì. Tuy nhiên là khi mà xem qua email mà Thủy gửi cho Thanh Lan đó, thì thưa quý vị, thú thật là mình cảm thấy mềm lòng vì những bức tranh đó. Tại vì nét vẽ thật là mềm mại, mà hệ màu sắc thì rất là hài hòa. Nhìn vào là thấy cuộc đời cả một giấc mơ tươi đẹp, bao nhiêu cái gì xấu xa lo lắng gì nó bay hết. Nên là cũng cảm ơn Thủy đã đem đến cho đời những cái nét vẽ thật là điệu nghệ. Thì sau đây thì Thủy có thể kể cho quý vị nghe là từ những cái bước đầu như thế nào, từ những khi học ngành mỹ thuật ở Việt Nam như thế nào để đi đến được ngày hôm nay. Cảm ơn Thanh. Thủy sẽ xin phép được tâm sự nhé. Cái này là cái tâm sự thật sự của một người họa sĩ. Mà thật sự ra Thủy đã ở trong nghề đã là 50 năm rồi. Đó là lâu lắm rồi. Thì Thủy tốt nghiệp, Lam Thủy tốt nghiệp từ trường Cao đẳng Mỹ thuật từ năm 1967. Và đến năm 1969 á, thì Lam Thủy là tốt nghiệp một khóa sư phạm hội họa. Và tới năm 1970 thì Lam Thủy dạy hội họa ở Trung học Kiểu mẫu Thủ Đức. Đó. Dạy được 5 năm thì mất nước. Rồi sau đó ở lại Việt Nam, rồi đến 1989 thì Thủy định cư bên Mỹ. Rồi, nhưng mà qua tới bên Mỹ thì làm sao mà có thể mà có cái thời cơ mà gặp gỡ lại nhóm họa sĩ của mình để mà tung tăng làm những cái cuộc triển lãm. Dạ, cảm ơn Thanh. Thế này nhé, thì Thanh cũng biết là cái trước khi Thủy qua đây đó, tức là trước năm 89 đó, thì là khoảng 3 năm trước đó, đó là Thủy bắt đầu Thủy sáng tác tranh nhiều và cũng bán được tranh cũng rất là khá, nhưng mà cái ước vọng được sống ở trên đất nước tự do nó cũng mạnh lắm. Thành ra Thủy cùng với gia đình đó là đi đoàn tụ gia đình cô em Bảo Lãnh, nhưng ra đi qua đây luôn. Nhưng mà khi qua tới đất Mỹ rồi, mình mới thấy là thực tế đó là nó không có phải là giống như mình tưởng tượng đâu. Cái mà fine art đó, tức là cái mỹ thuật thuần túy đó, rất là khó mà phát triển cho cá nhân của người họa sĩ nếu mình không có một cái may mắn hoặc là một cái tài năng thật là đặc biệt. Với Lam Thủy thì tự nghĩ mình cũng chẳng phải là một tài năng gì mà lắm, nghĩa là nhàng nhàng thôi. Thành ra Thủy chọn một cái nghề mà rất dễ kiếm việc.
Đó, thành ra Thủy học một một khóa về graphic design. Thì học học một 6 tháng trong một trường tư chuyên dạy về graphic. Sau đó là Thủy xin việc làm ở hãng AT&T đó. Đó, thì chuyên vào design những cái mẫu quảng cáo ở trong hồi đó đó, là AT&T họ làm về cái sách mà Yellow Page đó, tức là sách mà kêu là nhiên dán điện thoại. Thế thành ra cái người họa sĩ mà gọi là graphic designer đó là sáng tác những cái mẫu quảng cáo ở trên đó. Đó. Thì việc làm nó cũng vui chứ. Dạ, 20 năm thì làm việc ở đó 20 năm đó. Thì làm ngành nghề đó cũng rất là vui, mà thật ra những người làm ngành đó là cũng rất là cần thiết cho những bầu xô. Đúng rồi. Nó có liên quan tới những cái bức chương quảng cáo, rồi những cái bức chương, rồi những cái CD đó đó, mẫu bìa các thứ là Thủy có làm thêm những cái đó tại nhà nữa. Thì cũng thật sự ra cái graphic design nó liên quan rất nhiều tới mỹ thuật thuần túy mà tụi này đã có sẵn rồi. Thành ra vô cái nghề đó cũng dễ dàng lắm. Thế không đấy, có đến dạ cái nghề đó. Thưa quý vị, phải nói rằng đa số những người Việt Nam qua đây mặc dù là chậm hơn những cái dân tộc khác nhưng mà rất là lanh. Người nào cũng tìm cho mình được một chỗ đứng cũng khá vững vàng và lại giúp được cho gia đình và thế hệ sau. Nhân dịp đây thì Thanh Lan cũng xin chân thành chúc mừng tất cả các gia đình Việt Nam đã thành tựu tại hải ngoại, đã tìm cho mình một con đường để mà đưa những thế hệ sau đi để bước lên cùng với thế giới. Trong đó thì có ngành họa. Thật ra thì người Việt Nam mình cũng, nếu mà tính chung thì rất ít người theo ngành họa đó. Đúng rồi, đúng thì, rồi. Thanh Lan cũng xin ngợi khen Thủy là dự can đi theo một con đường mà ít người dám đi. Thời này còn có mấy cái graphic design để mà né qua, chứ còn ngày xưa mà họa sĩ mà coi như là cứ tiêu điều thì cũng tội nghiệp quá. Tuy là có tài nha, nhưng mà vẫn phải khổ. Đúng rồi, tại vì thật sự ra cái mỹ thuật đó là nó cũng phải tùy người. Có những người người ta có cái cảm tính nhìn. Có cái cảm tính với cái mỹ thuật thì người ta nhìn bức tranh người ta thích thêm xem tranh, nhưng mà số những vị đó nó không có nhiều thì đúng đó, thành tại ra thì khổ lắm. Nghệ thuật thì nó không phải là bài toán là 2 + 2 = 4. Mà người này thì thấy đẹp, người kia thì không thấy đẹp, mình đâu biết đâu mà nói. Ngay như vấn đề âm nhạc hay là ca sĩ trình diễn cũng vậy, thì mỗi khán giả có cái gu khác nhau. Đúng. Người thì thích người này, người thích người kia, không thể nào ép được. Và với lại cái này thì như là cái nghệ thuật đó, thì với ca nhạc, với âm nhạc người ta đến dễ hơn là với hội họa. Thì cũng thật phải sự là như vậy đó. Hơi chọn lựa cái trí hơi cao đó. Không phải không dám nói thế, không dám nói thế, nhưng mà nó không phải nó không phải là nhu cầu. Đó, người ta cái nhu cầu người ta là cần thiết đó là đồ ăn thức uống, quần áo, đúng không? Rồi nhà cửa, đó là những cái rất là thực tế, cái đó thật thực sự là thực tế, ai cũng cần thiết hết. Còn những cái nhu cầu về giải trí tinh thần đó, nó không quan trọng, có cũng được, không có cũng được, đúng không? Còn không, cái cần thì, thiết thì làm cái nghề mà graphic design là cũng rất là cần thiết. Tại vì trong tiệm ăn nào thì cũng phải có cái menu, thì cũng phải có người design cái đó chứ. Đúng không? Thì ngay tất cả các hãng máy bay thì cũng phải có những cái gì để mà quảng cáo hãng máy của mình. Đó, thì đã cũng may là có cái ngành đó là graphic design đó. Nhưng mà Thủy muốn nói riêng về cái ngành mà mỹ thuật thuần túy đó. Nó thành ra nó về fine art á, người ta bên này nó gọi là fine art á, thì nó hơi khó. Tìm được một cái chỗ đứng rồi á thì là không có ai có thể so sánh với mình được. Thì Thanh Lan cũng tin rằng Long Thủy đã tìm được cho mình một cái chỗ đứng trong lòng quý vị, trong tâm trí của quý vị. Mỗi khi mà ngắm tranh của Long Thủy thì có thể nói rằng là Long Thủy đã đi sâu vào những khía cạnh của cuộc đời và chỉ đem lên những khía cạnh nào đẹp mà thôi. Những cái gì xấu không hay mình quên đi. Để như vậy thì cuộc sống nó dễ chịu hơn. Nỗi buồn thì mình cất giấu, nhưng mà cái niềm vui thì mình thăng hoa. Dạ, đúng để rồi. Cho mọi người cùng vui hết. Dạ. Đó thì cũng may mắn là Thủy qua đây rồi có quen biết với các họa sĩ bạn nữa đó. Các họa sĩ bạn họ cũng cùng một cái suy nghĩ như mình. Rồi họ cũng phải tự tìm một cái công việc nào làm đó để có cái bảo đảm cho cái nồi cơm của mình. Rồi sau đó là tụi này tụ họp lại với nhau để làm.
làm thành lập một cái hội họa sĩ. Nhưng mà rồi thời gian nó cũng 3 năm thôi. Rồi Thủy cũng không có nhiều sức khỏe đó, thành ra phải thôi từ chức. Thành ra có người khác lên thay thế. Người đó họ còn trẻ, họ nhiều sức khỏe hơn. Đó, rồi. Không, thì thật ra thì nghề nào cũng vậy hết trơn á. Mỗi người thì cũng trụ được một thời gian thôi. Rồi thì có thể nói là mình đã cảm thấy rằng mình đã làm đẹp cho đời từ đó đủ rồi, cho mình nghỉ ngơi với. Đúng rồi. Đúng rồi. Vâng, thưa quý vị, thì hôm nay nói chuyện nghệ thuật rất là vui. Tại vì đâu có phải ngày nào mình cũng gặp được một người bạn để mà bàn về những cái là nhân thiện mỹ của cuộc đời. Thì nó nhớ lại những cái tuổi xưa mà mình còn đang học trung học đó, vào hát vớ vẩn với nhau, mình cũng chẳng biết là mai mốt cuộc đời nó sẽ rẽ về đâu. Đúng đấy. Thì rốt cuộc Thanh Lan thì theo ngành nhạc luôn, còn Thủy thì theo ngành họa. Tuy nhiên nó cũng vẫn là nghệ thuật. Đúng. Cho nên nó vẫn có một cái gì đó gần gũi nhau, rất là thân tình. Mặc dù là phải nói rằng là đôi khi mình xa nhau không biết là mấy mươi năm, nhưng mà có cái lạ là tuy là xa nhau mấy mươi năm mà khi gặp lại vẫn thấy thân như thường. Đúng rồi. Nhất là cái thời gian mà tụi mình đi trình diễn ở bên Lào ấy, Thái Lan đó, Thành nhớ vui dễ sợ luôn á. Vui quá. Thì còn mới mười mấy tuổi mà gan dễ sợ. Ai bảo làm gì cũng làm, chẳng sợ là gì, hát gì cũng hát. Hát ngày xưa hát dân ca Việt Nam đã chớ, còn hát dân ca Lào, dân ca Thái. Thì hồi thời đó thì nào không Lào á. Không, Thanh thì Thanh nhớ cái bài của Thái. Cái Thái thì không biết cái bài của Lào ạ. One pen đem sắp son nan con on tem ta linh. Thì là mấy chục năm rồi thì cứ nhớ câu vậy thôi. Thì thưa quý vị, hai chị em lâu chẳng biết hai chị em hai đứa thôi, tôi kể nói hai đứa đi. Hai đứa lâu năm gặp nhau thì vui quá, cho nên nhiều khi nói chuyện hơi vơ vẩn, quý vị đừng chấp. Với lại thì tại Thanh Lan thì quan niệm rằng cái show Một Thoáng Quê Hương này của Thanh Lan đó thì không phải là một cái show mà vào kêu là phỏng vấn hay là chất vấn gì ai hết trơn, mà chỉ là một cái buổi đàm thoại để mình nhắc lại một tí về quê hương mình, rồi thì tâm tình một tí về cái cuộc sống hiện tại của mình. Thì trong cái buổi đàm thoại này, Thanh Lan cũng xin gửi đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình những cái bức tranh rất là đẹp của Lan Thủy đã gửi email cho Thanh Lan, và Thanh Lan đã gửi email lại cho đài để đài được chiếu chung với cái buổi đàm thoại hôm nay, để quý vị thấy tài nghệ của Lâm Thủy. Thanh Lan là không có biết diễn tả, hồi nãy chỉ có nói theo cái mà mình nhận xét thấy thôi. Nếu mà quý vị nhìn thấy những bức tranh này, quý vị sẽ cảm thấy rằng cuộc đời sao mà nó êm ái thế, mà hồi nào giờ mình quên, mình không để ý tới. Lâm Thủy đã để ý và đã vẽ lên thành những cái bức tranh thật là đẹp để quý vị nhìn. Và Thanh Lan tin rằng khi mà nhìn những bức tranh của Lâm Thủy thì tối nay tất cả mọi người sẽ ngủ ngon. Dạ vâng, thưa quý vị, xin mời quý vị thưởng lãm tranh của Lâm Thủy. Và trong chốc lát, Thanh Lan và Lâm Thủy sẽ trở lại cùng quý vị. Cảm ơn Thành. Đến chim hót trên cành, dàn hoa hồng thắm hương sắc mặn mà, bàng bạc hương thu vầng trăng ân dấu. Oh.
với nhau sao gỡ sao buồn. Tôi trời tâm hồn trên không vài chữ, buồn đau hạnh phúc tôi vẽ bằng trái sáng nắng ấm, ánh sáng chan hòa và tranh thiếu nữ tóc xõa buông dài. Mùa đông đã tới, đầu non tuyết trắng. Sớm màu chanh lòng sao tê tái. Tôi biết vẽ gì, dòng đời quay quất buồn vui tiếp nối. Tôi vẫn bên đời bao xúc cảm đầy vui. Và rồi như thế, năm tháng trôi dài, đời tôi hoa sĩ, muôn sắc muôn màu, niềm vui thăng hoa.